10 Henrico Alvaro da Silva ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Tottenham Bình Định. Thời là 1-0 nhiều đội phía câu lạc bộ Tottenham Bình Định. Cao. Theo yêu cầu của ban tổ chức sân vận động Hàn Đế về việc phòng chống dịch Covid-19, đề nghị tất cả quý vị khán giả, khách mời nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách xuyên suốt trận đấu, đồng thời thực hiện việc giãn cách chỗ ngồi ít nhất là một ghế để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Nhắc lại, theo yêu cầu của ban tổ chức sân vận động Hàn Đế về việc phòng chống dịch Covid-19, đề nghị tất cả quý vị khán giả, khách mời nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách xuyên suốt trận đấu. Câu lạc bộ Tottenham Bình Định sẽ thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 29 Phạm Văn Nam rời sân, cầu thủ số 15 Võ Xuân Kiên vào sân.